Á hậu xứ Thanh Phương Nhi, từ khi đăng quang chưa biết bị dìm là gì. Lần đầu tiên gặp Nhi là em nói, sao cô này xinh quá vậy? Xinh mà cái kiểu mà trong trẻo mà kiểu như xinh cái kiểu cô tắm á, chị biết không? Lại chăm chỉ tham gia đủ các lĩnh vực. Á hậu Phương Nhi là gương mặt đắt sâu tại các sự kiện thảm đỏ. Tại đây, mỹ nhân gốc Thanh Hóa khiến fan đứng ngồi không yên trước những màn lên đồ chặt chém khoe sắc vóc. Đồng thời, ảnh được ghi lại bằng camera thường của cô cũng xịn sò không kém. Qua đó, dân tình bị đốn gục trước vẻ đẹp trong sáng, thanh tú, đường nét gương mặt hài hòa. Trong một sự kiện, Phương Nhi diện trùng váy áo mà Tiểu Vy trước đó từng diện, nhưng Phương Nhi thông minh chọn kiểu tóc có phần lả lơi và lối make up nhẹ nhàng nhưng vô cùng ăn nhập khiến tổng thể cô nàng chặt đẹp Tiểu Vy với danh xưng mỹ nhân ngàn năm có một, vốn nổi tiếng bởi nhan sắc tựa thần tiên tỷ tỷ. Sau đêm chung kết Miss World Việt Nam, những lần xuất hiện của Phương Nhi luôn được săn đón. Dù hình ảnh không qua chỉnh sửa, người đẹp Gen Z vẫn không hề lộ khuyết điểm nào về da, gương mặt hay sắc vóc. Netizen thậm chí còn cho rằng cô là á hậu hiếm hoi không biết xấu là gì. Phương Nhi đã đăng tải loạt ảnh đọ sắc cùng dàn hoa á hậu Hàn Quốc. Cả bốn cô nàng đều diện trang phục thoải mái khi đến dùng bữa tại một nhà hàng. Trong đó, á hậu Hai Miss World Việt Nam 2022 đã lựa chọn chiếc váy hồng nhạt được cắt xẻ để khoe trọn vòng eo nột nà và phối cùng giày boots trắng. Có thể thấy khi đọ sắc cùng dàn hoa á hậu Hàn Quốc, nhưng Phương Nhi vẫn không hề bị lấn át. Nhan sắc tự nhiên, trong trẻo của cô nàng sinh năm 2002 chiếm trọn spotlight trong khung ảnh. Dựa trên những yếu tố về nhan sắc, tài năng, khả năng phát triển, mỹ nhân sinh năm 2002 được mong đợi giúp Việt Nam lọt top cao ở sân chơi này. Chính chủ chưa lên tiếng, fan sắc đẹp xôn xao dự đoán cô sẽ chinh chiến ở Miss International. Nguyên nhân được fan sắc đẹp đưa ra là do nhan sắc trong trẻo của á hậu Hai Miss World Việt Nam phù hợp với nét đẹp cuộc thi này tìm kiếm. Theo đó, nàng hậu sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào như thần tiên tỷ tỷ với làn da trắng, đôi mắt có chiều sâu và đường nét gương mặt thanh tú. Ngoài ra, mỹ nhân còn sở hữu hình thể cân đối. Dù chiều cao không quá vượt trội, song cô lại gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai và vòng eo con kiến. Số đo 3 vòng của người đẹp xứ Thanh là 80-57-88cm. Phương Nhi xây dựng hình ảnh theo phong cách thanh lịch, sang trọng. Từ đây, fan cho rằng hình tượng này của cô sẽ dễ ghi điểm với dàn ban giám khảo của Miss International. Đại diện Việt Nam trước đó ở Miss International là Phương Anh đã out top ngỡ ngàng nên đây được xem như màn phục thù của nước nhà. Từ khi đăng quang, Phương Nhi luôn giữ đời tư trong sạch và thường xuyên tham gia các dự án thiện nguyện. Đây là điểm cộng lớn giúp nàng hậu dễ dàng chinh phục thiện cảm từ cộng đồng fan BT Queen Việt. Vì vậy, khi xác nhận thi quốc tế, mỹ nhân xứ Thanh nhận được sự ủng hộ đông đảo trên khắp các diễn đàn sắc đẹp trong nước. Phương Nhi cũng được xem là nàng hậu nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ công ty chủ quản. Cụ thể, phía Sen Vàng tạo khá nhiều điều kiện cho cô tham gia mọi lĩnh vực nghệ thuật. Sau 5 tháng đăng quang, Phương Nhi đã được trải nghiệm nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên đến ca sĩ. Sự năng nổ này giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn chuẩn bị cho sân chơi nhan sắc quốc tế sắp tới. Nhưng mà thật sự là mình đã may mắn và mình đã nhận được rất là nhiều cái cơ hội như là hợp tác cùng anh Isaac này, đăng quang Á hậu 2 này. 6 tháng sau khi đội vương miện Á hậu 2, Phương Nhi có nhiều sự tiến bộ về mặt hình ảnh bên ngoài. Khi làm khách mời sự kiện, Á hậu xứ Thanh đa dạng bản thân bằng phong cách thời trang khác biệt song đều tôn dáng triệt để. Đồng thời, gu ăn mặc thường ngày của Phương Nhi cũng được đánh giá cao. Ở tuổi 21, người đẹp hướng đến street style trẻ trung, năng động song không kém phần nữ tính. So sánh với hội chị em gần nhà, Phương Nhi dù là tân binh trong làng hương sắc Việt song cũng chưa lần nào thất thế.